Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 25 tháng 10, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 11 dự án. Dự án đầu tiên sẽ là MemeFi và mật mã của ngày hôm nay sẽ là 13324. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác. Số 1 ở trên đầu, số 2 ở miệng và số 3 ở thân, số 4 ở chân. 13324. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 1.500.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onnot. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục mật mã. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập cụm từ đầu tiên là 153. Cụm số 2 sẽ là 6852. Cụm số 3 là 9452. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Spell OneNet. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tap vào quả trứng này khoảng 4-5 lần này. Rồi nó sẽ chuyển chúng ta tới cái mục là check-in hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục quiz bên dưới. Nhấp tiếp vào mục Dini ở đây. Thẻ đầu tiên là ngôi sao, thẻ thứ hai là tia sét, thẻ thứ ba là mắt xanh, thẻ thứ tư là cây bút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng đào coin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục tag ở bên dưới này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ kéo lên và nhấp vào mục xem YouTube ở đây. Ở đây thì nó sẽ không có cho chúng ta xem video không như các dự án khác là bắt phải xem. Còn ở đây chúng ta chỉ cần like hoặc comment ở cái bài đăng này nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta chờ một lúc để hệ thống nó load và nó hiển thị lên chữ claim. Mình sẽ claim là xong. Đây chúng ta sẽ nhấp claim này. Tiếp theo kéo lên chúng ta sẽ nhấp vào dấu hỏi ở đây. Và thẻ của ngày hôm nay sẽ là 619. Thì các bạn sẽ đếm từ trên đầu này xuống đến số 6 thì chúng ta sẽ mở nhé. 2, 4, 6 thì đây là cái thẻ đầu tiên này. À 6, 1, 9. Số 6 rồi xong đến số 1 ở trên đầu này. 2, 4, 6, 8, 9 và đây là số 9 này. Cái mã này đang bị sai các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lại phải mở lại. Xin lỗi các bạn là cái mã vừa xong bị sai này. Mã đấy hình như là của trùng với ngày hôm qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở lại là cái thẻ này nhé. Thẻ này là thẻ đầu tiên. Xong đến thẻ thứ hai ở đây. Và đây là thẻ số 3. Vẫn bị sai. Cái này mình đang thấy là có một số vấn đề. Hiện tại thì mình lấy cái mã này ở bên group quốc tế mà thấy là nó đang bị sai này. Các bạn chờ mình chút để mình lấy lại mã mới nhé. Mã mới của ngày hôm nay là chiếc thẻ này là thẻ số 1 này. Và đây là thẻ số 2. Và thẻ số 3 là thẻ trên đầu này nhé. Kỳ vậy ta. Mình lấy của mấy group rồi mà nó toàn báo sai thế nhỉ. Chúng ta sẽ mở lại nhé. Đây sẽ là chiếc thẻ đầu tiên. Và đây là thẻ số 2. Đây là thẻ số 3 này. Thẻ này đúng các bạn nhé. Quá tan 3 lần, đúng 3 lần thì được. Nhưng mà phần thưởng của ngày hôm nay rất là lớn này. Được 20.000 cái điểm token của dự án này nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Vertus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim cái phần thưởng đào coin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào dấu gạch ngang ở bên trái này. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này. Thẻ thứ hai cũng là thẻ này và đây là thẻ số 3, thẻ số 4. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Mazo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim phần thưởng điểm danh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục game này. Nhấp vào mục play. Thẻ đầu tiên là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2, thẻ số 3 này, thẻ số 4. Chúng ta sẽ nhấp vào check.
nhấp vào bonus để nhận 5.000 tiền thưởng. Chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên quay trở lại và nhấp vào mục ơn. Làm nốt hai cái nhiệm vụ là follow tài khoản TD này. Rồi các bạn thả biểu tượng cảm xúc vào đây. Nhấp vào mục check. Nhấp tiếp vào mục share in này. Đăng tin trên bản tin 24 giờ trên TD các bạn nhé. Cái này mình đạt đến giới hạn rồi mình sẽ không đăng được nhưng mà vẫn nhận được thưởng nhé. Chúng ta vẫn nhấp vào check bình thường để nhận thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Pixelverse. Đầu tiên thì chúng ta sẽ yêu cầu phần thưởng điểm danh hàng ngày. Tiếp theo thì vào mục phần thưởng, vào mục phần thưởng tiếp, nhấp vào chữ chơi. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 4. Chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dự án Card ID Power. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở thẻ trang số 1 nhé. Chúng ta sẽ kéo lên để tìm thẻ. Đây là thẻ số 1 này. Thẻ số 2 là Honey. Đây là chiếc thẻ số 2 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang số 3. Trang 3 không có, chúng ta sang trang 4 này. Trang 4 này hình như không có thì phải. Chúng ta quay trở lại cái trang 3 đi. Đây các bạn nhé, trang 3 có cái chiếc thẻ này là thẻ số 3 của ngày hôm nay. Như vậy là mình đã nhận được là 7.500.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Time Farm. Trong cái dự án Time Farm ngày hôm nay thì cái mục lời tiên tri của thời gian này nó chưa có và nó cũng không có mã luôn các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Holdcoin. Đây là cái bảng cụm từ mã code của dự án Holdcoin ngày hôm nay. Chúng ta sẽ sắp xếp lần lượt từ số 1 cho đến số 12 theo đúng cái bảng mẫu này. Thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái đồng diamond. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục earn ở đây để điểm danh hàng ngày nhận thêm phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục pack này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục hold box. Với ô đầu tiên của mình thì sẽ chuyển từ số 4 lên. Và ô số 8 chuyển lên số 2 này. Số 9 lên số 3. Số 6 lên số 4. Số 9 lên số 5. Số 8 lên số 6. Số 12 lên số 7. Số 8 để nguyên. Số 9 để nguyên. Số 12 lên số 10. Rồi tới đây chúng ta nhấp vào mục check để kiểm tra và nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái mục diamond này. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 lượt quay ngẫu nhiên nhé. Rồi quay hết thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng xu chúng ta kiếm được để chúng ta quay. Mỗi một lần quay này nó sẽ trừ xu các bạn nhé. Mình nhận được là 673. Rồi quay trở lại giao diện chính này. Ở giao diện chính thì mình thấy có cái mục airdrop ở đây là mới này. Với cái mục này thì chúng ta sẽ connect ví này. Ở đây là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải tham gia. Thì chúng ta sẽ nhấp vào mục connect wallet ở đây. Và nhấp vào connect tiếp ở chỗ này. Ủa cái này mình không nhớ là trước đây mình đã connect chưa nhỉ. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào connect này. Ở đây mình sẽ chọn Tone Keeper nhé.
Như vậy là mình đã connect ví thành công. Rồi tiếp theo thì ở đây nó còn có thêm một số những cái nhiệm vụ khác này. Cái nhiệm vụ này thì trong ví các bạn cần phải có một ít tôn nhé, thì chúng ta mới làm được. Nó gần như kiểu là kết nối ví thôi, nó cũng không có khác cái gì cả. Rồi quay trở lại đây, mình sẽ nhấp vào đây xem còn mấy cái mục này nữa xem nào. Mấy cái này cũng tương tự, cái này thì nó sẽ cho kết nối ví web 3 OKX này. Chúng ta có thể connect vào đây. Mấy cái này thì nó khá là đơn giản các bạn nhé. Cái này thì join vào channel của dự án. Còn cái này là điểm diamond, là điểm mà các bạn kiếm được này. Đây là có mấy cái nhiệm vụ này. Cái này thì là mời bạn bè này, còn cái này là join vào TN. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Đây là ba chiếc ảnh combo của ngày hôm nay, ba chiếc thẻ nhé, và ở bên dưới này thì là cái mã code của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác. Đầu tiên thì các bạn sẽ điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng claim này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào Dini code. Chữ cái đầu tiên là chữ S có 3 chấm tròn. Chữ E có 1 chấm tròn. Chữ G sẽ có 2 gạch ngang 1 chấm tròn. Chữ W thì sẽ có 1 chấm tròn 2 gạch ngang. Chữ Y ngắn có 2 chấm tròn. Chữ T sẽ có 1 gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 1 triệu điểm xu này. Tiếp theo thì chúng ta vào Dini code. Thẻ đầu tiên sẽ là chiếc áo ở trang số 1 luôn đây. Và thẻ số 2 thì mình thấy hình như là nó ở trang số 3 thì phải. Thử xem nốt trang 1 xem có. Chúng ta sẽ sang trang 3 nhé. Đây, trang số 3 ở đây. Và đây là thẻ số 2 của ngày hôm nay. Tiếp theo đây là chiếc thẻ số 3 này. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ thành công của 11 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.